Mến chào toàn thể anh em, chúc vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại video trên channel LVT Episode. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận siêu tấu hài giữa cao thủ Võ Đăng Kiếm và cao thủ Nga Mi Trưởng. Thì cũng rất tiếc với anh em là mình không quay được khúc đầu, nên là chỉ quay được khúc cuối thôi anh em ạ. Cái khúc mà Võ Đăng là hết thể lực. Và kết quả rất bất ngờ đối với người xem nha mọi người nha. Mọi người có thể tua nhanh đến cuối video để coi bất ngờ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ coi diễn biến của trận đấu khi mà Võ Đăng Kiếm hết thể lực thì có làm ăn được trò trống gì hay không. Mà tại sao khi mà gặp một trận đấu kỳ hệ như thế này mà Võ Đăng lại đánh như thế này. Một trận đấu có nói là siêu tấu hài của cao thủ Khánh Mập 69 mọi người ạ. Cao thủ này là vừa một tay bế con, một tay nghe điện thoại và để ô tô BK. Nên là khi gặp Nga Mi Trưởng thì Nga Mi Trưởng không có sợ mọi người ạ. Chúng ta có thấy khi cao thủ Võ Đăng hết thể lực rồi, Nga Mi đi rất là thoải mái. Mặc dù Võ Đăng đang dùng kêu 3X, kêu 3X này mình không biết tên là gì, quên mất tên rồi. Anh em nào biết thì anh em bình luận bên dưới. Cao thủ tí tuổi đã tí tận, đặt tên rất là ngầu, rất là siêu cool. Hai cầu thủ này đang đánh ở trận vòng đấu lôi đài Đại hội Võ Lâm tại server của công thành chiến.us, một server đồ xanh Hoàng Kim Môn Phái dành cho người đi làm. Thì anh em nào muốn BK hàng ngày thì anh em có thể vào server này để anh em chơi, để tải game nha mọi người nha. Và bây giờ chúng ta cùng xem diễn biến của những giây phút cuối cùng của trận đấu giữa cầu thủ Võ Đăng Kiếm. Mang xếp đồ trên người thì rất là ứng ăn. Ở cuối video chúng ta sẽ chiêm ngưỡng xét đồ cầu thủ Võ Đăng Kiếm này. Cầu thủ Nga Mi thì cũng không phải dạng vừa. Rất tiếc là không coi được lúc đầu mọi người. Không biết lúc đầu đánh như thế nào. Nhưng lúc cuối thì Nga Mi đã lên ngựa chạy rồi, không thèm đánh luôn. Khả năng lúc đầu là Nga Mi đánh rất là hay đó. Nga Mi Kiếm mọi người ạ. Nhầm nhọt sang trồng trọt Nga Mi Kiếm. Xin lỗi mọi người nha, Nga Mi Kiếm. Quên mất. Mình cũng đầu óc không có nhớ rõ đây là Nga Mi Kiếm mọi người ạ. Võ Đăng thì đang dùng kêu 12X để cố gắng không dính hiệu ứng để có thể dí nhanh tới người Nga Mi. Nhưng rất tiếc khi hết thể lực thì tốc độ của Võ Đăng hơi chậm. Khả năng cầu thủ này chưa tăng mắt Thế Vân Tung. Nếu mà tăng mắt Thế Vân Tung thì tốc độ có thể chạy. Ôi, ngồi lấy thể lực. Rất là tội nghiệp mọi người ạ, rất là tội nghiệp. Không áp sát được Nga Mi. Ôi, nửa cây máu. Trời, chúng ta thấy ghê không? Mới bắt dính có tí mà nửa cây máu rồi mọi người ạ. Công nhận mình cũng phải nể phục cầu thủ Nga Mi Kiếm. Khi mà gặp kèo kỳ hệ mà vẫn cố gắng đánh đến giây phút này thực sự là rất là khâm phục. Chứ gặp mình là mình buông chuột rồi. Nhưng cuối cùng thì với sự kiên trì nhẫn nại của mình thì cao thủ tí tuổi đã tí tận đã chiến thắng cao thủ Khánh Mập. Chúng ta có thể thấy chúng ta cùng qua lại giây phút mà khi mà Nga Mi Kiếm bị bắt dính, mất nửa cái máu lên mọi người ạ. Mới đúng có 1-2 cái kiếm thôi. Thực sự là một trận đấu siêu tấu hài của cao thủ Võ Đăng. Cao thủ này thì sau khi trận đấu này mình có hỏi thang thì cao thủ này là trong những giây phút đầu tiên thì đã vừa bế con vừa BK nên là rất là ý để hết thể lực. Nếu mà cao thủ này BK 2 thì Nga Mi thực sự là rất là khó chơi. Tại vì nếu còn thể lực tốc độ chạy nhanh thì rất là khó chơi. Và bây giờ chúng ta cùng coi lại set đồ của cao thủ Võ Đăng Kiếm. Anh em nào có nhận xét gì về trận đấu vừa rồi thì em hãy bình luận bên dưới nhé mọi người nha. Anh em có những lời nhận xét gì thì anh em xem cứ bình luận thoải mái bên dưới nha. Và bây giờ chúng ta cùng coi lại xét đồ cao thủ Võ Đăng Kiếm. Khánh Mập gặp phong chân vũ kiếm. Tốc 33, thái cực cường công 3 cấp, bằng sát 97, sát thương 36. Rất là đẹp nha mọi người. Người kiếm trị cập phòng rất là đẹp. Dây chuyền phòng thủ lý hơi thấp, có 16, kháng cả 22, ok, khăn lôi 42. Rồi cái nón siêu đẹp luôn, chuyển hóa 15, sinh lực 115 cũng ok, hệ hỏa mắc bên.
chuyển hóa 15, cái nón này khó kiếm lắm mọi người. Cái áo này cũng rất là khó kiếm tại vì sinh lực rất là cao. Chứ bình thường thì mấy cái áo xanh này thì sinh lực nếu mà được mắc óc như thế này thì sinh lực rất là thấp. Đây sinh lực 140 cũng rất là cao. Rồi đai lưng chí mạng 4, kỹ năng cộng 2, phòng thủ mắc binh. Thời gian làm chậm 43 cũng rất là ok luôn. Đôi giày, úi giời, đôi giày mắc binh kìa mọi người kìa. Úi giời đẹp, nhưng rất tiếc không có dòng sinh lực thôi. Được cái có chuyển hóa. Đôi giày này là cái chắc kiếm cả mấy tháng trời mới ra được cái đôi giày này đấy mọi người. Không dễ dàng gì kiếm được đôi giày này đâu. Rồi ngược kháng cả sinh lực. Ngọc bội cập phong. Nhưng kiếm hợp nhất cộng 3 cấp. Kháng độc 30. Võ đang kiếm pháp có 1 cấp, võ đang kiếm pháp mà 3 cấp nữa là đẹp. Vậy là ok rồi. Rồi cái nhẫn thủy chuyển hóa 15. Ui trời ơi. Rất tiếc là kháng hỏa mít mất 4% và sinh lực cũng 69 cũng ok rồi. Nếu mà sinh lực cao nữa thì quá đẹp. Những kỹ năng cộng 1. Và cuối cùng là bao tay hạn chế thời gian cập phong. Tạo thành thời gian choáng hơi thấp có 28% thôi. Tủ 29 kỹ năng 33 cũng ok. Cái dòng tạo thành thời gian choáng mà thêm tí nữa thì đẹp cho cái bao tay này. Em thấy sát đồ của võ đăng kiếm cũng rất là ứng ăn nha mọi người nha. Không phải dạng vừa nhưng do đánh chủ quan nên là chúng ta đừng có chửi chủ ạc này nha mọi người nha. Tại vì chủ ạc đang đánh BK có một tay thôi nên là lúc đầu hơi chủ quan một tí nên là thua. Còn đây là cao thủ Ngami kiếm. Cao thủ này thì ở vòng tiếp theo cũng gặp cao thủ võ đăng quyền và đã ngã ngựa mọi người ạ. Cũng chia buồn như cao thủ này. Hên hên cao thủ này đã thắng được Ngam võ đăng kiếm nhưng ở trận sau, ở vòng đấu sau thì gặp võ đăng quyền. Võ đăng quyền này đã xoáy cho lên bảng vàng luôn, không có đường nào chạy luôn. Và đây là cây kiếm vô giang, kiếm ứng ăn mọi người, tốc 37, pháp vô viên cộng 3 luôn, đặt mốc luôn mọi người, cây kiếm đặt mốc luôn. Vô di truyền vô trần, hay là cả phòng thuộc lý rất là cao, kỹ năng cộng 3 luôn. Nón vô trần, lưu thủy cộng 3, tốc độ chạy rất là nhanh nên là Nga mình kiếm khó lòng mà dí được. Sinh lực tới gần 300 điểm. Rồi áo vô giang, kỹ năng cộng 3 luôn. Xét đồ cầu thủ này rất là đẹp mọi người, kỹ năng toàn cộng 3, cộng 3 luôn. Tấn công chí mạng 5% luôn, sinh lực tới gần 300 điểm. Nhưng xét đồ của Nga mình kiếm này rất là đẹp. Tốc độ chạy 60 luôn, thấy mọi người thấy không? Chạy kiểu này thì võ đăng kiếm có nước mà đuổi cả ngày không kịp. Rồi cái ngọc bội hạn chế thời gian của Ngami vô trần, Ngami bút Phật tâm tự hiểu cộng 2 cấp, thanh âm Phật xứng cộng 3 cấp. Thắng lôi. Đấy, xét đồ cao thủ này thì mang trên người vàng không là vàng, cái nào cũng vàng hết. Hai những kỹ năng cộng 1 và bao tay vô giang 33. Xét đồ Ngami kiếm này thì quá tuyệt rồi, khỏi chê vào đâu được rồi mọi người. Kỹ năng toàn cộng 3 hết. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đó. Đó, chúng ta vừa được xem hai xét đồ của hai cầu thủ rất là VIP tại server của Công Thành 9.us. Anh em nào muốn chơi game tại server này thì anh em tải game và truy cập trang web để tải game hoặc tham gia nhóm Zalo góc màn hình nha mọi người nha. Hiện tại đang có event Tết